Mời nhà trai. Mời em ngồi. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Xin chào em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Mai Hiền. Năm nay là em 38 tuổi ạ. Quê em ở Bình Dương. Hiền làm gì Bình Dương Hiền? Dạ em là giáo viên dạy môn mỹ thuật cấp trung học cơ sở ạ. À giáo viên Bình Hiền Dương. Hiền sống ở Bình Dương luôn hả? Dạ. Mời nhà trai. Vâng, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, dạ. Chào quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 1986, hiện thì đang sống ở Bến Cát, gia đình thì ở Dầu Tiếng, sinh ra lớn lên thì ở Bình Dương. Hiện tại thì đang làm giám sát của nhà máy Nutifood và có kinh doanh thêm bên ngoài. Dũng ở Bình Dương luôn, Dũng hỏi dạ. Coi cô bên kia ở gần mình không? Bạn gái bên kia ở huyện nào ạ? Dạ, mình ở Tân Uyên ạ. Tân Uyên thì cũng gần Bến Cát. Phía Bắc Tân Uyên hay Nam Tân Uyên? Dạ ở Nam Tân Uyên, ở gần gần ngã tư Mỹ Ung Cù ạ. Mình nói một chút về điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe đi Dũng. Dạ điểm mạnh của em thì hòa đồng, ngoại giao nhiều, nấu ăn ngon và cũng biết chơi nhiều môn thể thao nhưng mà chơi không giỏi thôi. Miễn có chơi là được rồi. Dạ. Chơi cho nó khỏe thôi được ha. Điểm yếu thì về em kinh doanh rượu nên với công việc nữa nên cũng hay nhậu và hay mềm lòng. Mềm lòng cái gì? Ví dụ như là người ta mà năn nỉ mình cái gì đó thì mình sẽ giúp liền. Với mềm lòng cái vụ đó còn mềm lòng vụ gì nữa không? Dạ không. Mềm lòng quá là không được nha, cái vụ khác không mềm lòng được á. Dạ. Có vợ mà mềm lòng là mệt lắm á nha. Ừ. Rồi mời nhà gái. Rồi nào nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm của em là em nấu ăn ngon. Trong công việc thì em cũng rất là tập trung, rồi em cũng có nhiều cái thành tích trong công tác giảng dạy. Em thì vui vẻ hòa đồng, em thấy là sao em cũng sống được hết. Không, cô giáo là được rồi. Cô giáo là tôi chấm rồi đó. Còn chưa dạ, cảm nói cái vấn đề gì hết, cô giáo là được rồi. Không cô quan tâm gì nữa. Thuật nữa chứ. Đúng rồi. Dạ, em chào rồi, chào cô giáo. À, cô giáo dễ thương. Nhưng mà cái anh này, anh kinh doanh rượu, anh hơi uống rượu nhiều. Lo không? Dạ nhưng mà uống thì uống vì công việc thôi, với lại uống rồi đừng có về quậy là được. Có quậy không Dũng? Dạ không ạ. À. Trời ơi xỉn uống rồi để sao say. Uống để say á. Dạ. Phải có bao giờ say đâu đúng không? Dạ. Về đô cũng mạnh lắm á. Tại vì mình uống mình nhậu nhưng mà mình phải kiểm soát được chứ. Được, vậy được đó. Dạ còn về điểm yếu của em là em hay quên, với lại em cũng hơi thẳng thắn á. Mà sáng nay em đi em quên thứ. Quên gì vậy? Chút nữa em nói. Chút em nói. Thấy có vẻ hơi quan trọng đó. Em hơi thẳng thắn á. Ví dụ hồi trước đó là cũng có một bạn em giới thiệu cho một người bạn á, mà anh đó hút thuốc, mà anh đó cầm điếu hút luôn, lúc mà ngủ mà thôi anh đó cầm điếu hút đốt lên. Em nói là em không có chịu được mùi thuốc lá nên là anh để sao anh hút nha. Cái tí xíu anh đó bật hiềm điếu đổi cái đứng lên đi về luôn. Không, cái này đúng nha. Mình đã nói là mình không thích rồi thì thì cái đó, với lại hút thuốc nơi công cộng là cũng là được cái điều không tốt đâu. Nó cũng đúng nhưng mà thật ra là ví dụ như là nếu mình khéo hơn mình tìm cách nào đó nhẹ nhàng hơn chút nhẹ xíu. Nhẹ nhàng hơn tức là mình vẫn ngồi tới cuối buổi nhưng mà mai mốt mình không gặp nữa hả? Ừ thí dụ vậy. Gọng nổi lên ơi. Gọng nổi lên ơi. Tại vì em nghe mùi hút lá là em bị khó thở, em bị hát hát. Mà em đã nhắc một lần rồi. Đó người ta đang ngồi ta thấy ta ho hay thấy gì là biết rồi, quay ra chỗ khác đi chứ ai mà hút thuốc nguyên buổi đúng không? Hỏi bên kia có hút thuốc không? Dạ không chị. Không, được. Khỏe. Cho nhà trai tôi biết chút xíu gì đừng tình duyên đi nè. Dạ là em ly hôn 8 năm rồi. Dạ em có một con trai năm nay 15 tuổi rồi. Tại lúc em kết hôn là em học cao đẳng sư phạm xong rồi em đi dạy một năm là em kết hôn. Nên là con em thì nó cũng hơi lớn. Dạ tại nó lớn em mới lên đây chứ nó còn nhỏ nó không có cho. Rồi con trai đang ở với ai? Dạ ở với em với lại mẹ em ạ. À, bên kia là cũng mà lỡ lần đò rồi. Còn bên mình sao nè? Dạ em cũng có một đứa con trai 11 tuổi. Ừ. Hiện đang học lớp 5. Cũng ly hôn được 9 năm rồi. 9 năm? Dạ con trai thì ở với bà nội. Rồi sau ly hôn mình lấy vợ bao nhiêu năm thì ly hôn? Dạ lấy được hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Có thể là em đi làm á, ít ở nhà và nhiều khi mình có những mối quan hệ như ăn nhậu á thì... Đó, cái đó là cái nguy hiểm nhất luôn á. Dạ. Mình đi làm mà ít về nhà là không có quan tâm đến vợ đúng không? Mình về nhưng mà mình về trễ thôi. Về trễ, như trễ nhiều lần không? Dạ không anh. Lúc có vợ rồi thì tuần đi khoảng một lần mà hai lần là hết đa, là tối đa. Về một tuần hai lần? Dạ. Về mấy giờ mới về? Thường thường em đi làm 4:30 về thì khoảng 7-8 giờ là về. Ừ. Có phụ cô ấy chăm sóc con không? Có vô tâm với cô ấy không? Dạ có chứ.
Con cái thì ở với bà nội nên là bà nội lo là chính. Còn cô ấy thì em có mở cho một cái tiệm để kinh doanh, nên cô cũng ít ở nhà. Thật ra như thế này nè, nhà trai, nó làm phải nói hơn một chút xíu về cái vấn đề này. Bạn kết hôn 2 năm là bạn ly hôn. Dạ. Trong 2 năm đó là vợ bạn mới sanh con. Dạ. Đúng không? Cái khoảng thời gian mà phụ nữ mới sanh con, người ta rất là cần cái người ở bên cạnh, mà Người người quan ta tâm. không có cần cha mẹ đâu. Thật sự lúc đó là họ cũng chẳng cần cha mẹ ruột đâu, cần nhất là người đàn ông của cuộc đời mình. Nên có thể trong khoảng thời gian đó đối với bạn thì bạn nghĩ là bạn đã có sự chăm sóc rồi, nhưng mà cái người phụ nữ họ cần nhiều hơn như vậy. Linh của người đàn ông, Linh cũng có đôi khi uống rượu, nhưng mà nếu mình kiểm soát được cái thời gian uống ít lại, hoặc là mình đừng để là ảnh hưởng đến người bên cạnh, thì cái này tốt hơn. Anh biết chắc chắn là còn sau đó còn nhiều câu chuyện nữa, nhưng mà thôi mình dừng lại đó là Dạ, được rồi. đúng rồi. Chúng ta nhận được cái lỗi của mình thì chúng ta thay đổi nó là xong. Bây giờ mình mở một trang mới nè, mình muốn bắt đầu với một cái câu chuyện mới của cuộc đời mình với một người như thế nào? Dạ, có thể là biết lắng nghe và chia sẻ. Có những cái vấn đề mà mình cần nói với nhau thì mình cứ cởi mở, giống như bạn nói thẳng thắn á, cái điều đó là điều rất là tốt. Cô Nên giáo chia sẻ, biết lắng nghe luôn. Cô giáo mà, những cái gì anh nghĩ rằng em đề ra cô giáo làm được hết. Bên kia cũng nói được lý do chia tay với mối tình. Em thì có thể bực mí chút xíu, tại sao mình chia tay? thứ nhất là ba của con em là làm kỹ sư xây dựng á, đi rất là nhiều. Khi mà đám cưới xong ở nhà 3 ngày là đi 1 tuần mới về, rồi sau đó 2 tuần mới về, rồi có khi 1 tháng mới về luôn. Đi về là xỉn, là nhậu. Khi mà con em có 8 tháng là em phát hiện là ảnh có người ở bên ngoài, rồi xong em cũng vẫn chịu đựng, tại vì vì con á nên em chịu đựng đến năm 2011 là cũng có nhà riêng, cũng xây nhà riêng, nhưng mà lại em lại phát hiện là vẫn là qua lại với người đó nữa. Đến 2014 là đỉnh điểm rồi, em hết chịu nổi luôn, là ảnh yêu cầu ly hôn là em chấp nhận. Rồi, thôi được. Hiểu luôn rồi. Đó là những cái lý do mà người Nhưng ta mà có em thể nghĩ là chia em tay. cũng có khuyết điểm, có lỗi trong đó. Em không Lỗi biết gì? cái này là ưu điểm hay là lỗi nữa, nhưng mà em nghĩ nó là lỗi á, tại vì em lo cho gia đình, cho chồng quá nhiều, mà cái bản thân của em thì em lại quên đi, tại nhìn em lúc đó nó cũng lợm thởm lắm. Đúng. Đúng, chính xác. Phụ nữ hãy lo cho chính bản thân của mình nhiều hơn, hãy chăm sóc sắc đẹp mình nhiều hơn, hãy lo cho mình mũm mĩm mướp míp nhiều hơn, để cho chồng không bỏ đi đâu hết trơn. Không, nhận ra cái đó hay đó. Cái đó không phải là mình làm để cho chồng mình không bỏ đi đâu, mà mình làm để mình tôn trọng bản thân của mình. Và tôi nghĩ phụ nữ có cái quyền đó, các bạn có quyền Đúng được rồi. làm đẹp, để khi mà lỡ có vấn đề gì xảy ra các bạn bước ra, các bạn cũng bước ra thật đẹp. Em gái, bây giờ em nói cho tôi biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào nè. Dạ, em thì cần một người đàn ông là biết quan tâm đến gia đình, có phải có bản lĩnh, với lại là đừng có gia trưởng, cái gì cũng phải gọi là bình đẳng một xíu. Rồi, hợp lý. Em có phát thảo, cái này hồi nãy em nói với chị là em quên đó, là em đi xuống tới đây tới chỗ để xe rồi em mới nhớ là em quên đem cái bản gốc theo, cái này là em gửi in giùm em. À vậy hả? Đây là hình mẫu lý tưởng của cô gái. Đâu đưa qua đây coi. Không biết có giống miếng nào không? Coi coi. Mũi cao ha anh Linh ha. Mày giống tôi nhiều hơn. Trời, nghĩ sao vậy chồng? Tôi thì tối tóc trẻ vậy nè nha. Xưa tôi cũng được lắm á, tóc trẻ 5 năm đàng hoàng á, không có Nãy giỡn giờ đâu sao nha. không trẻ nữa? Giờ hết tóc mà không có trẻ nổi. Đó còn tóc. Được không? Đẹp trai quá. Đẹp trai quá Phú hả? Không, nhưng mà đây cũng mũi cao Thôi, mà. thôi cũng được đi. Nói chung hình mẫu tương lai thì hơi đẹp. Hình quẻ thôi mà. Không, vậy cất hình nó luôn đi. Cất hình này luôn đi. Thôi được rồi. Cất Để cái hình hồi này còn luôn gặp đi. người thiệt coi nó giống hình không nha. Nhà gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em ạ. Dạ. Bạn Rồi, xin thân. chào nhà gái ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và Chào chào toàn em. bộ khán giả. Em tên là Nhung, là bạn của Hiền, cũng là đồng nghiệp luôn. Qua trò chuyện thì em thấy anh này cũng nói chuyện cũng hiền, có vẻ cũng biết lo lắng cho gia đình. Thì hy vọng rằng người bạn phù hợp với bạn Hiền sẽ biết trân trọng những cái sự nỗ lực và sự cố gắng của bạn Hiền đối với gia đình. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm Cảm ơn. ơn ạ. Dũng đi ra Dũng. Dạ, em đi với một người anh. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Về cơ bản thì bạn nữ bên này rất là ok. Bạn chín chắn và có thể là phù hợp với người phụ nữ gia đình. Trên đời này không ai sinh ra mà phù hợp với nhau ngay được. Trong quá trình mình tìm hiểu, mình sinh sống thì mỗi người nhường nhịn nhau một chút, có thể là sẽ hòa đồng với nhau hơn. Cũng hy vọng là hai em sẽ kết thúc sự độc thân của nhau trong sau chương trình này.
Dạ. Cảm ơn anh. Thôi. Mở rào. Bắt đầu đi em. Dạ em chào. Dạ em mình có món quà nhỏ nhỏ lần đầu gặp đầu tiên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là tranh mà em tự vẽ ạ. Em cũng hơi bận nên em cũng vẽ vội, với lại em cũng mới đóng khung hôm qua. Tranh thì cây xương rồng nó có ý nghĩa là em muốn là em cũng mạnh mẽ với cây xương rồng, dù ở mọi hoàn cảnh nào cũng có thể vươn lên được và sống tốt. Dạ cảm ơn em. Mà hai bạn về chỗ nào? Thật sự có thể lên đây là một cái duyên, nên anh cũng rất là vui khi mà được gặp em. Hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn, có thể chia sẻ với nhau một cái gì đó trong cuộc sống. Có thể như nếu mà như mình có duyên thì có thể đến với nhau, còn không có duyên thì hy vọng là mình sẽ là những người bạn có thể chia sẻ với nhau. Dạ. Em hãy nói cho nhà trai biết là trong gia đình thì em cần gì ở người đàn ông. Hồi nãy em có nghe anh nói là đi nhậu tuần 2 lần, em cũng sợ. Thì em cần cái gì để em nói trao đổi với anh trước đi. Anh có khắc phục được không? Tại vì hồi nãy em có chia sẻ rồi đó, là em cũng sợ gặp người mà phải nhậu, ví dụ như có việc thì một tuần hay một lần nó cũng ít chứ một tuần 2-3 lần thì nó nhiều quá. Tại vì trong công việc thì có thể là sẽ có tuần không nhậu, nhưng có tuần có thể là nhậu nhiều hơn 2 lần nữa thì sao? Tại vì cũng không mình không thể nói trước một vấn đề đó được. Nhưng khi công việc thì mình cần đi giao lưu thì mình phải đi thôi. Thực sự ra là mình cần chia sẻ và hiểu cho nhau cái điều đó. Nếu như mà mình không thông cảm, không chia sẻ cho nhau được thì sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn. Còn cái chuyện con cái tiếp theo thì sao? Mình trao đổi quan điểm như vậy luôn đi. Em thì như thế nào nhỉ? Em nói với bạn gái đó. À, nếu như mà người chồng á, mà em cảm thấy đủ niềm tin thì em phải xin nữa. Thì em cũng 38 tuổi rồi. Nhưng mà nếu cảm thấy không đủ thì em không xin nữa. Tại vì một mình em nuôi một đứa rồi cũng đắm đuối lắm. Có con rồi là có kinh nghiệm rồi. Dạ. Nên là nuôi thêm một đứa nữa cũng tốt mà. Rồi bây giờ Dũng bước tới, nắm tay Hiền, nói về những cái gì mình suy nghĩ về Hiền. Ai cũng sẽ mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Khi mà mình xác định ở đây rồi thì tại vì mình cũng muốn tìm một nửa còn lại, muốn mang về cho gia đình, cho ba mẹ một người con dâu thật là tốt, một người vợ hiền. Mà có lẽ là tên Hiền là chắc sẽ Hiền. Dạ nhưng mà tên của em là Mai Hiền đó chị Ngọc Lan. Là ngày mai mới Hiền hả? Hiền mong muốn điều gì về một gia đình, nói cho Dũng nghe đi. Dạ em cũng mong là có một người chồng đủ bản lĩnh, mà em phải đủ cái niềm tin để em đặt vào đó, có thể quan tâm, lo lắng và thương yêu con của em như là con của mình đó. Thôi, chúng ta trở về vị trí. Đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình có thể cùng họ đi suốt cuộc đời hay không? Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Còn nếu không, không cần bấm. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hiền không bấm. Vẫn còn lo hả Hiền hả? Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng xin lỗi vì em không biết. Tại vì em lên đây là để tìm một người mà em cảm thấy thật lòng, thấy đủ niềm tin. Nhưng mà đối với anh thì anh có nhiều cái điểm rất là tốt. Nhưng mà có một cái điểm em rất là lo lắng, nên là em không thể nào em bấm nút được ạ. Em hy vọng là anh có đi đâu xuống Tân Uyên hay Thủ Dầu Một gì đó thì em có thể mời anh cà phê hoặc là mời anh bữa cơm cho em nấu ạ. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Theo anh, nếu mà thật sự Dũng có một chút rung động đó, dạ, hãy cho mình cơ hội và cứ đến ăn cứ bữa cơm công. Ăn bữa cơm mà Hiền nấu, dạ, ha? Rồi chúng ta có thể như là những người bạn với nhau, tâm sự chia sẻ đi. Biết đâu mình sẽ bấm nút sau chương trình này thì sao? Dạ. Có những người là đây bấm nút nhưng bây giờ họ cưới nhau rồi đó. Dạ. Nha. Thôi chúc hai em sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Chia sẻ đầu tiên về bản thân của mình trước ha chị ha.
về tuổi tác, quê quán và công việc hiện tại của mình là gì ạ? Em mời chị nha. Chị sinh năm 1982, làm nhân viên văn phòng, quê của chị ở Sài Gòn, sống sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Dạ, ở quận 9, làm ở quận 7. Dạ, mình họ tên là gì chị ha? Huỳnh Thị Vân An. Huỳnh Thị Vân An hả chị? Đúng rồi, đúng em. Dạ rồi, công việc văn phòng của chị cụ thể là chị làm về cái gì chị? Chị làm bên tài chính ngân hàng. Dạ rồi, làm tài chính ngân hàng, là hiện tại là đang ở ngân hàng luôn đó hả chị? Đúng rồi em. Dạ rồi. Chị chia sẻ một xíu giúp em ha, về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình nha chị. Chị thứ nhất là thoải mái, rồi thẳng tính đó. Thẳng tính với lại năng động, lại hay làm việc nữa, thì chị không có thích ngồi một chỗ. Để sống thoải mái, nó không thích ngồi bó. Tại vì nói ta, chị cũng biết nói gì nữa. Chị có cái sở thích gì không? Hoặc là mình có những cái gọi là điểm yếu gì không? Nấu nướng bếp núc thì mình có giỏi không? Sở thích thể thao mình đẹp không á chị? Chị đang nấu ăn là ok, thích nấu ăn là cơm nước. Với lại đi chơi du lịch rồi chị thích. Dạ rồi, trước đây thì là mình đã từng trải qua mấy mối tình và mình đã từng kết hôn gì không chị? Chị đó có gia đình, chị cưới 2008, hai và có hai đứa con trai. Hai đứa con trai là bây giờ bao nhiêu tuổi và ở với ai chị? Hai đứa là nó ở với chị, đứa học lớp 7 với đứa học lớp 5, mà cuối tuần nó về với ba đó. Thứ bảy chủ nhật rồi về với ba. Dạ, coi như là mình ly hôn là cách đây bao lâu rồi chị? Ly hôn 3 năm rồi. Ly hôn 3 năm. Thì cái lý do thì mình ly hôn á là gì chị ha? Chị tính lại hay cộng tính đi làm để hay cũng nó cũng không hợp tính thôi. Khi mà cưới nhau á thì chị và anh là cũng ở một công ty riêng. Dạ. Nên á chị đi để quyết định quyền cho con là anh chứ không phải là chị. Và ở đây là tự mở cuộc với nhau, nhưng mà chính định là anh với con không phải chị. Nhưng mà khi mà cưới nhau á, xe cộ cho anh. Để mà anh lo, anh lo hai đứa nhỏ. Nên nó hiện giờ hai đứa nhỏ là chị chỉ lo buổi sáng ăn cơm đến thời linh tinh, áo quần linh tinh thôi. Còn học hành rồi các chi phí là ba nó lo. Dạ rồi, cái lý do vì sao rồi, mà chị muốn tham gia chương trình? Con mời chị bán cơm hoa tiền một người mà ngon lại chị Dạ rồi, vậy thì là bây giờ chị sẽ muốn tìm một cái người như thế nào để mà phù hợp với mình nhất hả chị ha? Những cái tiêu chí về ngoại hình, về tính cách, về tuổi tác, công việc hả chị ha? Giờ đây học việc không? Nhất là chị. Cái người chị vô là thoải mái sinh. Còn bây giờ là đi thử việc. Tới đầu tháng 4 là xong. Là lớn tuổi hơn chị. Thứ ba là tính làm tiếp, cao bao nhiêu trở lên thì được chị? Nói chung cao hơn chị là chị 1m66. Làm tiếp chị vô. Là chị cao 1m66 thì anh 1m67 cũng được đúng không? Đam mê với công việc. Đúng rồi. Như là cái đúng rồi. Thích lắm. Em thích công việc này lắm. Chấm điểm chấm chấm chị. Anh ấy cũng cùng hoàn cảnh, đã từng ly hôn này kia vẫn được đúng không chị? Đâu còn tiền. Mình có quyền đưa ra những yêu cầu mà.
có điểm gì ở người đàn ông mà chị sẽ không thích và không phù hợp với mình không? Trường viên tiền này nó vậy mà ừ. Đã mỗi một cái list nhiều vậy lắm. Chị cũng nợ PR được cái kiểu cho cái tin đồ á. Khi mà rớt có bên đây dựng kiểu phỏng vấn đó. Nói chung là chị sẽ thích một cái người mà năng động, giao tiếp rồi này kia các thứ rồi đó đúng không? Cái thời gian học rồi, mới không có đợi được rồi. Có ít công ty mới vô chứ. À, công ty mới vô. Rồi, ok. À, chị có tài lẻ hay năng khiếu gì không chị Vân An? Không biết hả? Rồi, ra ra giờ sao cũng nhớ. Chị Linh Thần, chị là bên phòng em nít. Ừ, dạ rồi, ok chị An ha. Thì hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Nếu như mà mình phù hợp với tiêu chí của chương trình để mình lên truyền hình thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết và mình sẽ được chọn vào phòng 2. Thì ở phòng 2 là sẽ có riêng biên tập để làm việc theo độ kỹ những cái nội dung để mình lên sân khấu mình chia sẻ làm sao cho nó thật là hấp dẫn, nó thật là thú vị để cái nội dung của mình nó hay và nó ý nghĩa ha chị An ha. Dạ rồi, dạ coi như là buổi cast hôm nay mình xong rồi. Cảm ơn chị An đã tham gia buổi casting hôm nay ha. Cảm ơn em. Dạ rồi, em chào chị ạ. Mình hết cái cuộc gọi được rồi ạ. Cái gì mà 7-8 rồi đi quen. Chào bạn nhá, bạn có nghe rõ tín hiệu của bên chương trình không? Dạ em có nghe rõ anh chị ạ. Bạn giới thiệu, tự chủ động giới thiệu về thông tin cá nhân của mình, sở trường, sở đoán, đang ở đâu, ngày tháng năm sinh nhá. Và điều đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị ạ. Và em xin tự giới thiệu là em là Hà Thị Ngọc Thực ạ. Và em sinh năm 1995. Và năm nay và hiện tại thì em đang là giáo viên mầm non ạ. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Quảng Ninh ạ. Sở trường thì cũng rất là nhiều sở trường. Và thực ra em cũng khi là làm giáo viên mầm non thôi, nhưng mà cũng làm rất nhiều kiêm thêm rất nhiều các công việc khác ạ. Thì em cũng có là ngoài những công việc chính là giáo viên mầm non thì em cũng hay làm thêm ở những cái siêu thị đấy. Với lại nhà em thực ra là cũng mọi người cũng làm bên bất động sản đấy, thì thỉnh thoảng được nghỉ cuối tuần thì với buổi tối thì là cũng tranh thủ là hỗ trợ anh chị làm thêm bất động sản. Và thực ở Quảng Ninh là chỗ nào Quảng Ninh? Em thì quê gốc thì là ở Quảng Yên, nhưng mà em làm thì ở ngoài Bãi Cháy ạ. Ngoài, bây giờ hiện tại thì em ở Bãi Cháy thôi, còn nơi em làm việc thì em là bên Hòn Gai ạ. Hòn Gai. Thế đó thì sở trường thì chắc cô giáo mầm non thì có nhiều rồi, nhưng mà còn sở đoạn. Thực ra là sở đoạn thì cũng nhiều lắm. Thực ra cũng hay tính thì cũng thỉnh thoảng thì cũng ở nhà thì bố mẹ thì mọi người bảo là lề mề lâu quá. À, lề mề quá. Thực ra là mọi người thì cứ bảo thế thôi, nhưng em thì em thấy là mình cũng không phải là lề mề hay là cũng không phải là chậm chạp gì đâu. Nhưng mà thực ra đến những ngày nghỉ thì mình cũng tranh thủ với các thứ, mình ngủ nướng một chút thôi. Và thì bây giờ hiện tại thì bạn đang sống ở bên Hòn Gai bên này ra với một mình, chứ còn gia đình thì vẫn ở Quảng Yên. À vâng đúng vậy ạ. Người ta em thì ở tại trường thì trường cũng tạo điều kiện cho ở trường ạ, cùng với mọi người. Thì kinh nghiệm tình trường của Thực là như thế nào? Kinh nghiệm gì ạ? Kinh nghiệm tình trường trước giờ quen mấy mối tình rồi. Thực ra là em đi làm thì cũng được phụ huynh rồi bạn bè giới thiệu. Từ trước đến giờ thì là được hai mối tình đều là do là phụ huynh với bạn bè giới thiệu. Nhưng mà tại cái thời điểm đấy thì em mới ra trường thì em chưa nghĩ đến cuộc sống hôn nhân, thì là em quyết định là từ chối. Đấy, mẹ còn mối tình thứ hai thì em bắt đầu mình tìm hiểu thì mình thấy không phù hợp với tính cách của mình thì thôi mình tự rút lui. Thế là từ đấy mới đi thì mình cũng dành nhiều thời gian cho công việc hơn là chuyện tình cảm. Bạn thấy ở điểm gì mà không hợp khiến cho bạn phải rút lui? Thực ra là em thấy cái quan điểm sống đấy, thì không hợp với em. Đấy, có thể là bạn ấy
tất nhiên là ai đi làm thì là cuộc sống hôn nhân thì tất nhiên là cũng sẽ phải là liên quan đến cái vấn đề tài chính, nhưng mà em theo nghĩ thì là kinh tế tài chính thì nó cũng không phải là tất cả, quan trọng là hai người hiểu và cảm thông chia sẻ được cho nhau thì em nghĩ đấy nó mới là tình yêu thật sự ạ. Thì em quyết định là không tìm hiểu nữa thôi. Thì sau bọn em tìm hiểu được nhau được trong vòng khoảng 1 tháng thì em thấy là không hợp với tính cách của em thì em chủ động rút lui thôi ạ. Rồi. Thì bây giờ ấy, là bây giờ cho mình hỏi là mục đích của bạn tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò là bạn tự đăng ký hay là người nhà đăng ký? Thực ra là mục đích tham gia chương trình này em tự đăng ký ạ. Phải đăng ký. Chương trình mình ghi hình ở trong Sài Gòn ấy, thì bạn chắc là sắp xếp vào đây tham gia được trước. Thật ra là Sài Gòn thì cũng em sắp xếp thời gian thì cũng được thôi, nhưng mà cũng hơi xa một chút đấy. Nhưng mà chương trình mà có thể sắp xếp cho ở khu vực miền Bắc đấy, nếu được tham gia thì em cũng sẽ thấy em nghĩ là sẽ tốt hơn ạ. Chờ, chắc chắn là mình sẽ ghi hình ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bây giờ cứ nói một số những cái mẫu người mà bạn đang hướng tới là như thế nào, về tuổi tác, địa vị, địa chỉ, địa lý, khoảng cách. Thật ra là em thì cũng không có những đặt ra những cái tiêu chí hay là tiêu chuẩn những cái thứ tiêu chuẩn người yêu đâu, mà em chỉ có một cái nguyện vọng, đó là mong muốn được tìm hiểu một ai đó khu vực ở miền Bắc mình đấy, thì là cả hai có thể tìm hiểu ấy rồi tiến tới hôn nhân thôi ạ. Chứ còn nếu mà sẵn sàng thì bao nhiêu lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ. Nếu mà tìm hiểu mà ok thì khoảng bao nhiêu lâu thì tiến tới hôn nhân được? Thật ra em nghĩ là phải tùy về cái đối tượng mà cái bạn trai của em ấy, thì bạn ấy có chủ động hay không ạ. Vâng. Chứ còn một mình em thì em nghĩ là không quyết định được ạ. Không, vì bây giờ nhá, bạn có yêu xa được không? Ví dụ bạn ấy, bạn trai bạn ở Hà Nội thì sao? Vâng, thực ra là em thấy là Hà Nội đến Quảng Ninh thì bây giờ có đường cao tốc rồi, nó cũng không hẳn là xa lắm đâu ạ. Vâng. Thì từ Quảng Ninh mà đến Hà Nội thì em thấy nó cũng không hẳn là xa. Đấy, thì hai anh em thì có thể là tìm hiểu được. Đấy, quan trọng em nghĩ là quan trọng nhất là vẫn có thể là cái tính cách của nhau có hợp hay không ạ, và cái quan điểm sống thì em nghĩ đến cái điều đấy ạ. Về ngoại hình thì sao? Thật ra ngoại hình thì cũng như chia sẻ với anh chị vừa từ trước rồi đấy ạ, thì em không có cái tiêu chuẩn là về ngoại hình đấy, em chỉ quan trọng nhất là cái tính cách của cái bạn trai đó thôi ạ. Rồi. Về tuổi tác thì hơn mình hay là kém tuổi mình hay là bằng tuổi? Vâng, thực ra là em thì em nghĩ là thực ra bằng tuổi mình thì em thấy nó cứ trẻ con hay sao ấy, nên là em nghĩ là hơn em vài tuổi cũng được ạ. Hơn em nghĩ là hơn tuổi em ạ. Chứ bằng tuổi em thì em thấy hay là cái quan điểm từ suy nghĩ của em từ trước đến giờ em thấy là những cái bạn bằng tuổi em đây, em thấy suy nghĩ của bạn đấy hơi trẻ con, hay là em cũng không nói đánh đồng là tất cả, nhưng mà em thấy là những bạn là cùng tuổi trang lứa với em thì em thấy hay là cái suy nghĩ của em nó già hơn thì em không biết nữa. Thì em nghĩ mong rằng là tìm được các bạn là hơn tuổi em một chút ạ. Bạn người đó thì bạn có còn yêu cầu gì về như kiểu công việc của bạn trai hay là kinh tế của bạn trai, có gì thì bạn cứ nói nhá. Tìm kiếm người phù hợp. Vâng, thật ra là về cái công việc thì em nghĩ là em cũng không quan trọng lắm đâu ạ. Cũng không phải là bạn ấy làm kinh tế thế này kia, như em nghĩ là quan trọng là tính cách con người đấy, là hai bạn là có em và bạn ấy có thể là chia sẻ và đồng cảm cho nhau, còn em nghĩ là tuổi trẻ thì có thể cùng nhau cố gắng ạ. Rồi, ok, thật ơi, nếu như mà em được chọn mà tham gia thì là chương trình sẽ báo sớm để mà em cố gắng xếp vào Sài Gòn để mình ghi hình nha. Tại vì là mình sẽ ghi hình ở trong khu vực Sài Gòn thôi. Còn ví dụ như là em muốn bạn trai, em sẽ quen bạn trai ở khu vực phía Bắc hay như thế nào? Vâng, thì thực ra là em cũng có mong muốn là vì em ở phía Bắc ấy, thì em cũng mong muốn là sẽ tìm hiểu và gặp gỡ một bạn trai nào cũng ở cùng khu vực phía Bắc ấy, để cho nó về khoảng cách địa lý cho nó hơi gần một chút, tại để em có thời gian để tìm hiểu nhau hơn ạ. Rồi, ok, thì nếu như bạn trai ở khu vực phía Bắc và em cũng đang ở Quảng Ninh thì đương nhiên nếu mà ra chương trình thì cả hai bạn đều phải bay vào Sài Gòn để